Xin chào mọi người, hôm nay Phú Lê gửi xe sẽ nói cho mọi người một phần rất quan trọng Đó là việc hạ cốt sàn nhà vệ sinh đúng cách là rất quan trọng Đặc biệt là trong các công trình nhà phố hoặc các công trình khác Nhằm đảm bảo nước không bị chảy ra ngoài sàn sau khi hoàn thiện Tuy nhiên, quá trình hạ cốt sàn nhà vệ sinh cần tuân theo một số nguyên tắc nhất định Ví dụ, nếu bạn đổ sàn với đôi giày 12cm thì khi hạ cốt sàn nhà vệ sinh xuống 5 cm, bạn cũng phải hạ đáy nhà vệ sinh xuống 5 cm để đảm bảo độ dày của sàn vẫn là 12 cm. Nếu không hạ đáy và thực hiện độ đáy bằng, nhà vệ sinh chỉ dày khoảng 7 cm, mỏng hơn so với cốt ban đầu, dẫn đến hiện tượng thấm và nứt sàn rất dễ dàng. Một số người có thể cho rằng một số công ty chỉ hạ mặt trên của sàn nhà vệ sinh mà không hạ mặt dưới và gặp không gặp vấn đề gì. Điều này có thể do họ đã đổ sàn dày 20cm khi hạ xuống 5cm, đôi dày còn lại của sàn nhà vệ sinh vẫn là 15cm, vẫn đảm bảo an toàn. Vì vậy, khi thi công nhà, hãy nhớ hạ cốt sàn nhà vệ sinh đúng cách để đảm bảo chất lượng và an toàn cho công trình bạn. Xin mời mọi người cho mình thêm ý kiến về vấn đề này nhé. Phú Lê GEC giải đáp mọi vấn đề.